Theo như trang thống kê thời gian thực worldometer.info thì tính cho tới sáng ngày 2 tháng 8, trên toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 199 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19, trong đó có hơn 4,2 triệu ca tử vong. Tuy các thứ tự của các nước có ca lây nhiễm và tử vong mới đã đổi vị trí, nhưng mà Mỹ, Ấn Độ, Brazil vẫn là ba nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới với đại dịch SARS-CoV-2. Và số ca nhiễm tại Mỹ hiện là hơn 35,7 triệu người, trong đó có hơn 629.000 ca tử vong. Các chuyên gia tại Mỹ cho biết nước này sẽ không đóng cửa một lần nữa để ngăn chặn dịch COVID-19. Trước sự trở lại nhanh chóng của làn sóng lây nhiễm do biến thể Delta, chính quyền các tiểu bang tại Mỹ tái áp đặt các quy định bắt buộc đeo khẩu trang, trong khi Nhà Trắng và Lầu Năm Góc yêu cầu nhân sự phải tiêm vaccine phòng COVID-19. Các quan chức y tế liên bang tuyên bố ngay cả những người từng tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 vẫn nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Họ cũng kiến nghị tất cả học sinh trong các trường công lập nên đeo khẩu trang và gây tranh luận sôi nổi trên khắp nước Mỹ. Chính phủ Anh đang lên kế hoạch thực hiện chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường cho 32 triệu dân bắt đầu từ tháng 9, nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trước lo ngại hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 có thể bắt đầu giảm. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu sau ngày 6 tháng 9, với mục tiêu mỗi tuần thực hiện tiêm mũi vaccine thứ 3 cho gần 2,5 triệu người từ 50 tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch. Chính phủ hiện đang cân nhắc việc tiêm mũi tăng cường bằng vaccine khác loại với 2 mũi tiêm đầu, sau khi các thử nghiệm ban đầu cho thấy việc trộn vaccine có thể kích thích phản ứng miễn dịch cao hơn. Sau khi cho Hàn Quốc vay 700.000 liều vaccine sắp hết hạn, Israel lại vứt bỏ khoảng 80.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer vì đã quá hạn sử dụng. Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cho biết khoảng 80.000 liều vaccine chưa được sử dụng sẽ bị tiêu hủy tại quốc gia này. Những nỗ lực của chính phủ nhằm trao đổi với các quốc gia khác hoặc tiêm cho càng nhiều công dân càng tốt cho đến khi chúng hết hàng sử dụng chỉ thành công một phần. Khi số ca nhiễm biến thể Delta tăng đột biến trên khắp thế giới, Trung Quốc đang cân nhắc kế hoạch tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 bổ sung cho những người dễ bị tổn thương. Ông Cao Yiming, chuyên gia bệnh lây nhiễm tại Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc CDC cho biết, hiện nay dường như khả năng miễn dịch được tạo ra bởi tất cả các loại vaccine đều giảm dần theo thời gian, nhưng hệ thống miễn dịch của cơ thể vẫn ghi nhớ được cách chống lại căn bệnh này.